Đây là cách hủy đơn trên Lazada khi mà shop chưa xác nhận ha, mình vào cái mục tài khoản nè, ở đây sẽ có cái mục chờ vận chuyển, các bạn bấm vào cái mục chờ vận chuyển này thì sẽ thấy cái đơn hàng của mình đã đặt mà shop đây chưa xác nhận nè, thì các bạn bấm vào cái đơn này thì mình sẽ xem được cái thông tin những cái hàng trong này và nó có cái chữ hủy ngay ở cái góc số lượng luôn nè các bạn. Mình bấm vào chữ hủy, sau đó mình sẽ chọn cái lý do hủy. Thì nó có rất là nhiều lý do các bạn muốn chọn cái nào chọn ở đây, ví dụ như thời gian shop giao hàng cho mình quá lâu, đặt mấy ngày mà không thấy giao mà nhắn tin không thấy trả lời thì các bạn có thể vào đây để hủy, để đặt chỗ khác cho nó nhanh theo như cái mong muốn của mình, hoặc là cái lý do mình muốn không mua nữa, hoặc là sau đó thì các bạn nên hủy trước khi là người ta xác nhận ngay. Ví dụ người ta xác nhận, người ta đóng gói xong rồi hủy thì rất là tội nghiệp người ta. Còn cái này là người ta chưa có xác nhận đơn nên mình có thể vào hủy thoải mái, không có ảnh hưởng gì hết các bạn nha. Shop cũng không bị gì mà tài khoản của các bạn cũng không có bị ảnh hưởng gì hết. Chứ các bạn đợi người ta giao tới rồi bơm hàng thì rất là ảnh hưởng nha. Vừa ảnh hưởng người ta mà ảnh hưởng tài khoản của mua hàng của các bạn, sau này các bạn mua hàng sẽ khó khăn á. Khi các bạn hủy xong thì cái đơn này mình đã thanh toán trước rồi bằng ZaloPay thì cái tiền sẽ được hoàn về ví của mình ngay luôn các bạn nha. Thì theo cái ngân hàng mình có thể mất 1 tới 2 ngày, còn thường thường mình hủy cái là nó hoàn về liền luôn, tiền mình hoàn về ví mình ngay luôn các bạn nha.